chỉnh lên xuống. Vô chỉnh rồi. Ê, căng rồi nha. Chưa có tập cái máy này bao giờ. Bà mẹ tập máy... chưa tập mà dám nhận tiền BT. Tập máy Smith không à, em gái này. Chưa tập mà dám nhận tiền BT hả? BT có gì hả? Căng rồi nha, căng rồi nha. Cái lớp thực hành thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Tinh thần bất tử đâu? Lên mỗi bên 5 kg. Tiếng phú đều hoàn giải em. Chưa. 45 kg mỗi bên. Hey. 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 Một. Hey. Lên 2,5 kg. Thôi mệt quá. Thôi, chóng mặt quá. Đuổi lại cây để làm gì ạ? Cái cây này không, để... không phải là làm kiểng đâu nha ba. Chỉnh lên xuống. Vô chỉnh rồi. Ê, căng rồi nha. Chưa có tập cái máy này bao giờ. Bà mẹ tập máy... chưa tập mà dám nhận tiền BT. Tập máy Smith không à, em gái này. Chưa tập mà dám nhận tiền BT hả? BT có gì hả? Căng rồi nha, căng rồi nha. Thứ này thấy nhiều lắm nè. Đó nhà mẹ khoe đít khoe mông. Đây đây. Mà vô nhận BT. Mấy chị mấy em tập như mình nha. Đây. Cái này version nó hơi khác bên Bình Tân tí. Thôi có xạo. Hai phòng cho một máy nha. Năm năm. Tập không mệt la nó mệt quá mấy em ơi. Bây giờ nói câu rồi mình tập tiếp thì BT nó dạy mình, còn mình tập rồi rồi BT làm coi cho mình nha. Chờ để tôi mướn có 300-400 ngàn giờ thôi. Vô khiên tạ thôi. Làm mệt thêm nữa. 300-400 ngàn giờ thế thôi. Cố lên. Một. Đây. Một. Hai. Ba. Cố lên. Bốn. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100 ngàn trên ký. 7
Máy tập Selectorite 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.